Xin chào, tôi là tiến sĩ Shelley Hester, nhà khoa học cấp cao thuộc nhóm nghiên cứu sản phẩm Pharmanex toàn cầu. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ về lối sống hiện đại đang góp phần gây ra những tác động đến đôi mắt, đặc biệt là hội chứng mỏi mắt kỹ thuật số, và eye formula của Pharmanex có thể giúp chăm sóc đôi mắt của bạn như thế nào. Chúng ta sống phụ thuộc vào đôi mắt và luôn mong đôi mắt của mình trong tình trạng tốt nhất, từ học tập đến công việc, từ giải trí đến giao tiếp hàng ngày qua các ứng dụng di động hay mạng xã hội. Và trong khi công việc chỉ có thể kéo dài từ 8 đến 9 giờ một ngày, thì đôi mắt của chúng ta bắt đầu hoạt động từ khi thức dậy vào mỗi buổi sáng cho đến khi chúng ta ngủ vào cuối ngày. Không chỉ vậy, trong những năm gần đây, môi trường và lối sống của chúng ta không ngừng số hóa. Chúng ta yêu cầu đôi mắt của mình phải hoạt động một cách liên tục, không mệt mỏi, luôn phải đối mặt với màn hình kỹ thuật số. Việc liên tục tiếp xúc với màn hình kỹ thuật số gây ra hội chứng mỏi mắt kỹ thuật số. Bạn có biết việc tiếp xúc liên tục với ánh sáng xanh có thể gây ra các vấn đề về mắt? Khi các bước sóng của ánh sáng xanh đi đến võng mạc, chúng gây ra sự mất cân bằng oxy hóa và tạo thành các gốc tự do, có thể gây tổn thương cho các tế bào quan trọng này. Khi chúng ta tiếp xúc với quá nhiều ánh sáng xanh, sẽ gây ra tổn thương và đôi mắt của chúng ta rất khó hồi phục trở lại. Phần trung tâm của võng mạc chúng ta được gọi là điểm vàng, đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các gốc tự do. Đó là bộ phận đóng vai trò quan trọng trong việc thu nhận hình ảnh, độ sắc nét và nhận biết màu sắc. Những bước sóng ánh sáng xanh được phát ra từ nguồn ánh sáng xung quanh chúng ta. Không chỉ từ ánh sáng mặt trời mà còn từ ánh sáng đèn điện trong nhà, điện thoại di động, TV, màn hình hay máy tính bảng. Tất cả những nguồn sáng này đều góp phần gây ra các gốc tự do gây hại cho đôi mắt và chúng ta không thể tránh được. Chính xác là điều gì sẽ dẫn đến sự tổn thương do các gốc tự do này? Đầu tiên, loại ánh sáng xanh này, đặc biệt là ánh sáng năng lượng cao từ một phần của quang phổ ánh sáng chiếu vào mắt của chúng ta. Chúng di chuyển qua khỏi giác mạc và thủy tinh thể rồi tiếp xúc trực tiếp tới điểm vàng. Hãy nhớ rằng đó là phần trung tâm của võng mạc, có vai trò quan trọng trong tầm nhìn của chúng ta, nơi chúng sẽ được hấp thụ bởi các tế bào cảm quan vô cùng mỏng manh. Và một số ánh sáng có năng lượng cao, năng lượng dư thừa đó có thể khiến các gốc tự do gây tổn thương đến các tế bào mỏng manh. Dần dần, gốc tự do gây ra tổn thương ngày càng nhiều và có thể bắt đầu gây hại đáng kể cho điểm vàng và võng mạc của mắt. Đó là lý do vì sao nhìn thẳng vào mặt trời là điều không nên. Ánh sáng chỉ cần đủ thôi, chứ không nên quá. May mắn thay, chúng ta luôn có sẵn giải pháp để giải quyết những vấn đề này. Cơ thể cần một số chất dinh dưỡng, đó chính là hai loại carotenoid có tên là lutein và zeaxanthin. Nếu chúng ta nạp đủ lutein và zeaxanthin cho cơ thể thông qua chế độ ăn uống hoặc bổ sung dinh dưỡng, những dưỡng chất thực vật này sẽ ưu tiên chuyển đến mắt ở một khu vực cụ thể được gọi là sắc tố điểm vàng. Sắc tố điểm vàng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ điểm vàng khỏi các ánh sáng có năng lượng cao, bởi vì nó nằm giữa mặt trước của võng mạc và các tế bào cảm thụ ánh sáng mỏng manh ở phía sau. Hãy nhớ rằng, các tế bào cảm thụ ánh sáng là các tế bào trong mắt chúng ta có vai trò giúp chúng ta có thể nhìn thấy được. Vì vậy, điều quan trọng là phải bảo vệ chúng khỏi tác hại của các gốc tự do. Các carotenoid tại sắc tố điểm vàng có thể làm được điều đó. Chúng hấp thu năng lượng dư thừa để nó không thể làm hỏng các tế bào cảm thụ ánh sáng tại điểm vàng của mắt. Bạn cần có những carotenoid này, nhưng mắt bạn lại không thể tự sản sinh ra chúng một cách tự nhiên. Hơn nữa, hầu hết chúng ta không thể nạp đủ carotenoid từ chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Mức tiêu thụ các chất dinh dưỡng này trong chế độ ăn uống trung bình của người Mỹ chỉ từ 1 đến 2mg mỗi ngày. Điều này thật sự là không đủ. Chúng ta cần nhiều hơn, khoảng 6 đến 30mg mỗi ngày để nhận được các lợi ích về sức khỏe của mắt, như đã được chứng minh trong các nghiên cứu lâm sàng. Giờ đây, chúng ta đã hiểu được vấn đề và tại sao chúng ta không thể chỉ dựa vào chế độ ăn uống để giải quyết vấn đề này. Cùng tìm hiểu về một giải pháp từ Pharmanex, sản phẩm Eye Formula. Cung cấp đủ lutein và zeaxanthin đã được chứng minh trong nghiên cứu để hỗ trợ điểm vàng bằng cách tăng mật độ sắc tố điểm vàng giúp lọc ánh sáng chiếu vào mắt. Hai chất này hoạt động theo hai cơ chế. Đầu tiên, chúng được ưu tiên hấp thu tại võng mạc để tăng mật độ sắc tố điểm vàng nhằm giúp lọc ánh sáng năng lượng cao một cách tốt hơn.
Thứ hai, chúng đóng vai trò như những chất chống oxy hóa đặc trưng và vượt trội để dập tắt các gốc tự do gây ra bởi ánh sáng và các loại phản ứng oxy hóa tại khu vực này. Trên thực tế, iFormula cung cấp liều lượng hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng là 10mg lutein và 2mg zeaxanthin để giúp bảo vệ đôi mắt khỏi các tác hại của ánh sáng xanh. Bạn tự hỏi rằng liệu bạn có thể hấp thu được lutein và zeaxanthin trong thực phẩm tự nhiên hay không? Câu trả lời là có, nhưng có thể là chưa đủ. Như tôi đã nói, mức tiêu thụ trung bình của những chất dinh dưỡng này là 1-2mg mỗi ngày từ chế độ ăn uống, ít hơn nhiều so với những gì bạn nhận được từ iFormula. Hai viên iFormula cung cấp 12mg lutein và zeaxanthin. Để có được một lượng tương đương từ chế độ ăn uống, bạn cần phải ăn 8 cốc ngô hoặc 6 cốc bông cải xanh hay 4 cốc rau sobina. Cuối cùng, iFormula còn cung cấp một hỗn hợp các chất dinh dưỡng bổ sung cho sức khỏe của đôi mắt của bạn, gồm các vitamin và khoáng chất, vitamin C, vitamin E, kẽm, đồng và selen. Bây giờ, chúng ta cùng nhau thảo luận về những nghiên cứu lâm sàng đã giúp hỗ trợ sự phát triển của sản phẩm tuyệt vời này nhé. Đầu tiên là mô hình Address One. Address là một thử nghiệm để điều tra tác động của việc bổ sung dinh dưỡng đối với sự tiến triển của hội chứng AMD. AMD là bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Thử nghiệm đã xem xét tác động của việc sử dụng các dưỡng chất chống oxy hóa đối với sự tiến triển của bệnh AMD, cũng như tác động của kẽm và đồng. Một nhóm nghiên cứu đã được sử dụng các chất chống oxy hóa cùng kẽm. Cả hai nhóm chỉ dùng kẽm và nhóm dùng dưỡng chất chống oxy hóa kết hợp với kẽm đều thấy cải thiện các chỉ số về thị giác. Và một nghiên cứu tiếp theo, Address 2, đã xem xét tác động của 10mg lutein và 2mg zeaxanthin và cùng các axit béo omega 3, EPA và DHA đối với bệnh AMD và cả bệnh đục thủy tinh thể. Mỗi người tham gia cũng có thể chọn thêm vào công thức Address. Những hiệu quả nổi bật được nhận thấy ở những người có chế độ ăn uống chứa lutein và zeaxanthin thấp. Trong số những người tham gia có chế độ ăn uống chứa lutein và zeaxanthin thấp nhất, những người này dùng Address cùng với lutein và zeaxanthin có nguy cơ tiến triển thành AMD thấp hơn 26% so với những người tham gia cùng công thức Address ban đầu. Những người tham gia thử nghiệm Address 2 có chế độ ăn uống chứa lutein và zeaxanthin là người sử dụng công thức bao gồm các chất dinh dưỡng đó đã giảm trung bình 32% tỷ lệ phải phẫu thuật đục thủy tinh thể. Đây là những nghiên cứu cốt lõi từ iFormula. Các vitamin và khoáng chất khác hỗ trợ cho sức khỏe đôi mắt cũng rất quan trọng trong công thức này. Điều này chứng minh công thức này là một giải pháp toàn diện hơn dựa trên những nghiên cứu mới nhất. Đó là lý do iFormula chứa vitamin C và E, kẽm, đồng, lutein và zeaxanthin. Tóm lại, có rất nhiều nghiên cứu hỗ trợ về liều lượng carotenoid có trong iFormula. Đây chỉ là một vài ví dụ về nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện. Những nghiên cứu này được thực hiện ở người với liều lượng tương tự như được tìm thấy trong iFormula. iFormula và tất cả chúng đều cho thấy lợi ích tích cực đối với sức khỏe đôi mắt. Vậy, câu hỏi đặt ra là, tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Và bạn sẽ yêu thích iFormula vì sản phẩm này sẽ giúp giảm các triệu chứng mỏi mắt, giúp hỗ trợ các lớp sắc tố điểm vàng, lọc bớt những ánh sáng chiếu vào mắt, giúp cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe và chức năng của mắt, giúp giảm các triệu chứng mỏi mắt, giúp hỗ trợ lớp sắc tố điểm vàng, lọc bớt những ánh sáng chiếu vào mắt, giúp cung cấp các chất dinh dưỡng chính quan trọng cho sức khỏe và chức năng của mắt, giúp bảo vệ tế bào chống lại tác hại của quá trình oxy hóa và cung cấp các chất dinh dưỡng giúp giảm sự nhạy cảm của mắt với ánh sáng chói cũng như cải thiện sự nhạy cảm của mắt đối với độ tương phản. Hầu hết các nghiên cứu được thực hiện về các thành phần trong công thức này đều kéo dài ít nhất 2 tháng. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng iFormula thường xuyên ít nhất trong 1 đến 2 tháng để có được hiệu quả cải thiện này. Bạn cũng sẽ yêu thích bởi vì iFormula có khả năng cải thiện chỉ số carotenoid dưới da. Và zeaxanthin là hai carotenoid được ưu tiên cung cấp cho mắt, nhưng chúng cũng giúp nâng cao điểm số carotenoid dưới da, một chỉ số về tình trạng chống oxy hóa tổng quát cho cơ thể, và giống như tất cả các sản phẩm của Pharmanex. iFormula đã trải qua quy trình đảm bảo chất lượng 6S nghiêm ngặt của chúng tôi về lựa chọn nguồn nguyên liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa, an toàn và kiểm chứng.
and substantiation. Chúng tôi đã lựa chọn các dạng chất dinh dưỡng có khả năng hấp thu tốt, được biết đến cho sức khỏe của mắt như kẽm gluconat và vitamin E tự nhiên. Tiếp theo, lutein và zeaxanthin có trong nguồn tự nhiên từ hoa cúc vạn thọ. Sau đó, sản phẩm được kiểm chứng để đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật về tiêu chí như hình dáng bên ngoài, trọng lượng viên nang, thời gian phân hủy, v.v. Tiếp đến, sản phẩm được tiêu chuẩn hóa về hàm lượng vitamin C và E, kẽm, đồng, silane, lutein và zeaxanthin. Và sản phẩm được kiểm nghiệm độ an toàn về chỉ tiêu kim loại nặng, các chất tạp nhiễm và vi sinh vật. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, sản phẩm được kiểm chứng bởi các nghiên cứu iDress 1 và iDress 2, cùng với những nghiên cứu khác về những dưỡng chất chống oxy hóa cho đôi mắt. Quy trình đảm bảo chất lượng 6S là khoa học của chúng tôi và sự đảm bảo dành cho bạn. iFormula rất dễ sử dụng, chỉ cần uống 2 viên mỗi lần mỗi ngày trong bữa ăn. Lutein và zeaxanthin là các carotenoid dễ hòa tan trong chất béo, do đó dùng sản phẩm cùng với bữa ăn sẽ giúp hấp thu tốt hơn. iFormula rất tốt cho người từ 14 tuổi trở lên thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh ở mức độ có hại hoặc những người muốn chủ động hỗ trợ sức khỏe đôi mắt. Và trước khi tôi kết thúc chia sẻ ngày hôm nay, hãy để tôi chia sẻ thêm về một số sản phẩm dinh dưỡng bổ sung tuyệt vời của Famanes mà bạn có thể sử dụng phối hợp cùng iFormula nhé. iSlock Waistband và Marine Omega cung cấp MBA và DHA, hai axit béo omega 3 đã được nghiên cứu về lợi ích sức khỏe cho đôi mắt, đặc biệt là trong việc bảo vệ điểm vàng. Trên thực tế, DHA có trong võng mạc với nồng độ cao hơn bất kỳ các mô nào khác trong cơ thể. Một sản phẩm bổ sung dinh dưỡng tuyệt vời khác là Lipax. Bên cạnh giải pháp chú trọng vào sức khỏe đôi mắt thì nền tảng dinh dưỡng cũng rất quan trọng, bao gồm các vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa cần thiết cho sức khỏe nói chung. Đôi mắt luôn luôn làm việc chăm chỉ cùng bạn. Giờ đây, đã đến lúc bạn chăm sóc sức khỏe cho đôi mắt của mình. iFormula Famanes đồng hành cùng khoảnh khắc sống đẹp.